Bác ơi, cái tên tuổi bác là gì? Em đây quay cho bà con xem tất cả đầy đủ ấy. Tên em là cái gì nhỉ? Nhữ Thị Hồng. À, Nhữ Thị Hồng. À. Tại ở thôn 1 Ebo Cơ Rút Đắk Nông. À, cảm ơn hai bác. À. Để kiểm tra cho các vườn này luôn. Bây giờ nó không thôn 1. Bởi vì có cái phân bón thì nó dạng có dạng vô cơ, dạng hữu cơ. Nếu trong hữu cơ đất nó giàu dinh dưỡng do lá cây, do các xúc xác động vật chết, nó còn có trong này. Đấy, nên thì mình bón nhiều các cái phân chuồng nó cũng có hữu cơ trong đây rồi, nó có. Thế là bỏ ra bỏ để giờ mình kiểm tra nó. Thôi đấy thì kiểm tra. Chưa chi đã bỏ. Cái này còi cọc lá không dày. Cây lá kém đó nhờ, nó không mở lá đâu. Cái này bị bỏ hút, nó bổ xít, nó hút đó. Bổ xít hút này. Nói chung là nó bệnh tật, nó do bệnh tật này, do dễ này, do nguyên nhân nhiều thời tiết. Riêng cái cây này là anh biết là bị bợ sĩ nó hút. Bắt buộc phải phun. Đấy là mình phát hiện được muộn quá. Rồi. Thế là nó mới bị như này đấy. Em kiểm tra pH của cái cây này đi. Sơn này rồi. Em cái này ra cái này. Kiểm tra cái này. Đây cạp đất rồi này. Luôn cắm hộ thôi. Nhưng mà có độ ẩm này có liệu đủ để đo thoải cái thoải mái thoải mái mưa hôm qua xịt xịt mà không, để kiểm tra pH nó phải có đủ nước thì nó mới chuẩn nữa. Không thì về bật lên thế này là quay bếp ngay ấy mà. Thế anh thiệt về bật đi thôi, không có ướt thôi, ướt rồi, thôi. Ướt bật. Người nó ướt hết không phải sâu quá đâu, này cây máy cắm vừa là được, nó quá tương mềm vào, cắm vừa tầm. Còn cây ở trên cửa ấy, nó cứ hay mo lại lá, nó không gặp hẳn ra được, không phải cắm sâu quá đâu. Cái cây đấy thường thường là cái dễ nó bị xoạc. Kém nó không đủ dinh dưỡng. Bây giờ các khi sâu bệnh nữa là nó ảnh hưởng. Có cây nhổ lên cọc cái cây cọc đấy tông. Thì mình để mình về mình nhát đến năm. Đấy trưởng năm. Năm đâu? Có hơn 4 chấm thôi. Có 4.7 thì chỉ được sắp đang lên, cứ tăng lên. 4.7. Cái này lân mi lệ kali đạm rất là cao, nhưng mà ý là quan trọng đấy, bộ rễ ở dưới này nó không phát triển được này, đúng không? Đúng, nó không ăn được. Đúng rồi đấy, cái tình trạng đây này cháu. Đoạn nó bỏ nhiều phân đấy. Đây cháu bảo cô chú nhá. Khi mình bón phân silic vào ấy, thì từ 20 ngày 1 tháng trở ra mọi người nhìn chính cái lá này này. Mọi người xem là nó xanh dày lá không thì mọi người biết đúng không? Có thể mọi người trực tiếp nhất mọi người phải vật cái lá này, mọi người nhìn những cái ánh nắng mặt trời này. Thì mình nhìn những cái diệp đục lá này nó dày hay không thì mình sẽ biết, đúng không ạ? Không phát hiện dày là cái này đúng rồi. Cái gân của nó dày hay không là biết. Nhưng mà cái này là một phần là cũng bị nhện đỏ ăn đấy chứ. Đấy, chủ yếu là nhện đỏ đúng đấy. Cái lá của chú đang bị cái này là đây là bị nhện đỏ ăn chú ạ. Đúng rồi. Bờ. Trước lúc bỏ phân và sau khi bỏ phân chị lấy cái điện thoại chị chụp vào và là sau nửa tháng thì ra thì đọ lại chụp làm gì chụp đâu mà nhìn. Đây là quay phim đây. Nhìn mà biết mà. Cả chụp nữa cả quay phim đây, sẽ đưa lên cả các bạn trên toàn quốc biết luôn chứ không phải chỉ chụp. Cái này pH nó cũng đâu thiếu bao nhiêu đâu đúng không? Không, cũng là không phải, cũng không phải cao, không phải là cao. Nó mặt tốt cây ăn quả này nó cứ phải từ tầm 6.6.5 hoặc 7 chấm càng tốt. Thế này 7 chấm rồi. Đây nó được 5 rồi, gần được 5 rồi. Năm rồi à? Được 5 rồi. Rồi. Okay. Là chôn con dê vào đây rồi thì trả to. Lân với để đàm trong đất đâu gì nó thừa mà. Không không, cái này thì thực ra nó chỉ là ổn định thôi, chứ còn để mà dư thừa trong đạm thì trong đất thì nó chưa có. Thế thì kiểm tra cây kia. 60% là dư chứ. Không anh ạ. Cây góc còn mà tươi. Bây giờ để bón nhá, thì vườn nhà bác bón giúp cháu ấy. Rồi, vâng. Vâng. Thì bác bón giúp cháu thì cái cây vườn nhà bác thì bác trực tiếp bón giúp cháu. Đấy, vâng. Bác đã giới thiệu tên bác và địa chỉ của bác. Nó giới thiệu. Vợ nó giới thiệu rồi. Cho nó giới thiệu luôn. Giới thiệu đi ạ. Ngoài. Vâng. Thì để vào tên bác. Tôi là cái gì tiện đây. Tên là Nhữ Thị Hồng, tại thôn 1 Ebo Cơ Rút Đắk Nông. Nhưng vớ được cái sản phẩm này thấy nghe chứ đấy mà thôn Thanh Sơn cô... thôn 1. Bà cô của Thanh Sơn thì nhiều cô chạy thôn 1 nhân thôi. Thế giới thiệu được cái sản phẩm này thấy hay quá thì tìm tới là để mua giới lên. Để mua. Để mua xong là thấy hay quá mà người ta dòng chua mà tới nhà 2 tháng nó phá trước, một bà này cứ mãi một cái xanh mãi một quả thu mãi không hết. Chênh được nhau 2 tháng. Sao mà người ta gọi điện cho bác? Gọi điện thoại thế là bà vào chơi thôi chứ không biết. Chứ không phải gọi. Thu ra. Bà đây làm viên để. Thu ra. Thế là thích quá là gọi vào để tìm hiểu. Thế gọi đúng bọn anh em công ty đang vào chỗ này làm thực điểm. Gặp nhau luôn. Ôi tại cũng vớ vào cảo chết rồi. Đâu vừa rồi là bá định về và bá bảo người ta về tới cho cái mát. Cho cái mát. May là Hà nó lần mò vào công ty chú nó gọi. Đúng, đúng lúc là anh em đang đi vào trong này. Trong cây trong ấy anh em. Đấy thì hay quá. Định là mang cái mát đi kìa về là để mang vào. Đâu thì mua. Để tìm. Thế bà thế bà về bà xem cái mát của nhà bà đi xem cây này mới cây có quả cái này nhiều thừa pH hay không? Đúng rồi. Để mới biết được cái cây ăn quả sau này. Đúng rồi. Cái cây mình thử nghiệm xem một quả có cây này là cây Thái là
Sở Duyên Thái, các bạn nào có nhu cầu là vào đây mua của gia đình nhà tôi. Đấy, trực tiếp là gia đình trồng và tự sản tự tiêu chứ không phải đi buôn bán mua ở đâu về cả. Bác cho em số điện thoại của bác để bà con có ai mua thì có thể gọi cho điện thoại của bác. 038 582 9608. Tên tôi là Nguyễn Xuân Tiện. Địa chỉ bác? Địa chỉ thôn Thanh Sơn, xã Ebo, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Và cảm ơn bác ạ. Bạn nào có xem kênh của Đức Kiên TV mà có nhu cầu mua ăn, mua biếu hoặc mua kinh doanh thì có thể gặp số điện thoại của bác vừa rồi. Các bạn cứ có nhu cầu thì cứ liên hệ. Tôi kiểm tra pH luôn không em ơi? Không cần à? Tương đương nhau thì mình cứ bón luôn. Tôi thử đi. Nó là vùng này là tương đương nhau à? Thôi xem rồi, nó thừa đạm hay thừa gì kiểm tra chứ, mấy con quan trọng. Để các bạn cắm này, các con này chơi bón, cắm cái này này. Không, bỏ để cái bác bón đúng như nhau, tán cái này. Đừng có bón chia gốc, sầu riêng đừng có bón chia gốc. Bác bón theo đúng chỗ nó ăn đấy. Đấy, chứ cái chuẩn ngoài, nó ăn. Lá đâu là dễ nó hay ra đấy. Tại vì dễ nó không qua trong gốc. Ừ, lá bón trong không ăn được. Chú ơi, tôi bỏ cái vào cây kia kiểm tra. Dễ, từ từ nó dễ nó ăn ra ngoài. Kiểm tra xem phân chuồng nó đủ chưa, là thế nào chưa. Để cho đặt trong đây, xong để sang đấy. Cứ sốt chỉnh chỉnh đi nhỉ, cứ từ từ người ta. Bây giờ này là kiểm tra là lấy thí nghiệm là ba cây này thôi. Rồi, đấy, một cái kia nữa là còn để nhường phân để cho những anh em khác. Thế mình có kiểm tra cây pH cho cây nào thì có một cái này, kiểm một cái này nữa thôi. Ok, hết thôi. Rồi. Cái quả to đây để cho mình biết được ăn. Cái này có thể bón thêm cho các bạn chỉnh nhá. Không phải bón cái này đủ nữa nhá. Đúng rồi. Nó to mà. Thế nó ra đấy mà mua, ra chung. To mà. Mua rồi. Ai cho cây chuẩn bị ăn đi kìa. Để mình xem kiểm tra cái chất lượng ăn luôn ấy, cho nó chất lượng, cho nó sẽ khác không. Đây, cái này to quả sắp chín à? Đây. Cái này gì ạ? Cho cây quả to đấy. Đây sắp thu hoạch này mình bón xong. Cái mùi thơm thơm của đang chín rồi sao? Có cái này chín rồi đấy. Đây, sắp thu hoạch cây này sắp ăn là như thế nào? Đây. Sắp ăn những quả, sắp ăn với những quả lo này sau này nó sẽ khác biệt nhau như thế nào. Người ta cho cái cây vừa cái sắp ăn còn nói chuyện gì nữa. Không để ăn luôn chất lượng nó vẫn đang lên ngon hơn mà. Phải à? Xong này ngon hơn các cây cho không bón đấy. 10 hoặc 15 ngày. Cây này những quả chín nào. Nó sẽ ăn những quả cây. Này cây này có quả chín sao thơm lắm. Có cây quả chín rồi. Những quả là mà sắp chín này là nó chưa ăn nhưng mà quả là sau này nó chừng chín nó sẽ ngon hơn. Cây bên kia cây này chưa chín. Cây này thơm lắm. Sắp chín rồi, cây chín nào. Cả nhà ngửi xem ai là người mà kiếm được quả sầu riêng chín thì người giỏi nhất. Hay này quả đấy. Mà khéo là chẳng buộc cái này nó chín đâu cũng chả dụng ạ. Nó cào đâu. Thế này, cái này vỗ biết được không chú? Biết đi. Thế cháu nghĩ quả này thôi này. Không. Chú kiểm tra phận nón không? Chú là dân đi. Bây giờ mình bón cái cây nào mà nó có quả nó nhỏ nhỏ ạ, tôi lại chỉ chuyển hóa được một cây thôi. Cháu xin phép chú là cháu sẽ có thể nhờ chú một chút là bọn cháu đã không kinh nghiệm về sầu riêng. Chú là chuyên đi mà thẩm sầu để bán thì chú có thể chia sẻ cái kinh nghiệm làm sao mà chọn được cái quả sầu riêng trên cây và chuẩn bị chín này, sau đó mà những quả sầu riêng mà nó ngon nhất với cơm nó đạt chất lượng không chú? Có đi, ví dụ như là cái thực tế là như là cái quả này, đấy là nó vẫn nằm ở cỡ khoảng là 20 ngày nữa. Đấy, là những cái gai này của nó là nó nổi lên màu khác, mà cái phấn trắng của nó là nó hiện lên. Đấy, mình chỉ cần mình nhìn thấy cái phấn trắng của nó hiện lên là mình biết là cái quả này là nó đã đủ 7 tuổi, 8 tuổi. Đấy, nếu mà cắt về để 4 ngày sau nữa hoặc 5 ngày là cái phấn của nó càng nổi lên nhiều. Chín luôn ý, chỉ cần 3 ngày cắt là 3 ngày là mình cắt về mình không phải xử lý gì cả, mình để tự nhiên luôn là chín ăn rất thơm. Có nghĩa là bây giờ anh cắt quả này mà đúng cái tuổi của nó gần chín rồi, 2 ngày nữa thì anh cắt xong anh gửi về bác là các em ăn ngoài đấy rất chi là tuyệt vời. Vâng, chú có thể là nói lại cho cháu biết là kỹ hơn vì bọn cháu không chưa hiểu lắm, là thứ nhất là cái độ tuổi của quả sầu riêng này từ bao nhiêu ngày, từ lúc bắt đầu mà mang trái đến lúc mà thu hoạch thì thường khoảng bao nhiêu ngày? 130 ngày chín rồi. Nói chung là từ lúc mà cái sổ tính từ lúc sổ nhị, dạ, đấy mà cho đến lúc chín là nó vào 130 ngày là chín. Đấy, chín thì mình có thể cắt 122 ngày, ý là lúc sổ nhị là mình phải ghi ngày ấy chưa. Rồi. Làm sổ riêng là mình phải ghi ngày rồi. Khi nào mà chuẩn bị là chín là mình có thể cắt trước 2 ngày 3 ngày là mình sẽ, ví dụ như ngoài Bắc là muốn gửi về ăn là làm quà hay biếu ấy, thì cắt để không cho chất lượng tự nhiên mà không phải dùng thuốc như chỗ khác ấy. Rồi. Là cắt trước 2 ngày là mình gửi ra đấy là nó chín là vừa là rất ngon. Không phải dùng thuốc kích thích, không phải dùng cái gì hết rồi. Không phải xử lý qua thuốc dúng cái gì nghe chưa rồi. Là cắt về xong là đóng hộp
là gửi về ăn rất là thơm ngon. Anh nhà có thể là cho em biết là khi mà cái quả sầu riêng nào mà quả sầu riêng chín như thế nào để ăn cái quả sầu riêng mà ngon nhất thì nên ăn cái lúc thời điểm như thế nào là ngon nhất ăn không anh? Thời điểm của nó là đủ tuổi, ví dụ như là 130 ngày là ngon nhất. Ví dụ như vậy là mình cắt, chứ có thể mình cắt 128 ngày hoặc là 127 ngày là mình cắt mình gửi về quê là ăn là thơm mà nó ngọt thanh cứ đại loại đó, nó vừa tới mà nó quá nó cái giảm vị dương đi không bị nhão cháy chi qua nó nhão rồi đúng rồi, nếu mà để muộn quá là nó sẽ bị nhão chi qua mà nó để tự dụng xuống mình gửi về thì về đấy là nó nhão rồi, nó đi xe nó nóng nóng là nó nhão. Thế với cả là chú Ray có thể chia sẻ làm sao cho em biết là này làm sao mà có thể là mình biết được quả sầu riêng mà nó ngon không ạ? Ngon thì ví dụ mình nhìn cái gai này, ví dụ như cái gai này nó mà thưa, nó thưa là sẽ vỏ nó dày mà ăn cơm chất lượng nó không ngon nữa, nó bị hơi bị lạt. Ví dụ cái gai nó phải dày như này đó, gai nó dày như này cơm mới ngon, cơm mới ngon, vỏ nó mỏng mà nó không bị sợ sơn. Đấy là cái kinh nghiệm đấy, là cái gai của cái độ gai của nó là phải liền nhau, gần như là liền nhau, gọi là gai nhím mới dày dày gai, nó gọi là gai nhím mỏng vỏ. Nhưng mà cái cơm nó mới là lên cơm rất nhiều và rất ngại, nó có cái độ ngọt thơm. Vâng, thế chú có thể là chia sẻ cho bà con ngoài Bắc, cháu cùng như là anh Đức trên TV với mọi người có thể biết được là cái quả sầu riêng là mình bóc thế nào mà dễ nhất luôn không được không? Đây là bánh này, cái đít này, đây mình chặt cái đít này ra xong mình đưa cái dao, con dao thái nhưng mà to cứng đấy, không biết bổ thật đấy, mình lách cả xương mũi nhá. Bà con lưu ý là nếu bổ sầu riêng ấy là muốn là nhanh ấy là người ta đưa cái kéo vào cái đít này, lách vào giữa cái mũi to như này, đừng có khe đấy, đưa cái khe này là không bổ đâu nhá, đưa vào cái giữa cái mũi này, đưa cái mũi dao vào người ta bẻ ra phát là nó ra cái sầu riêng luôn. Đấy là rất là nhanh. Còn nếu mà không biết là bổ vào cái chỗ này là tách mệt lắm. Hôm nay rất là tiếc mà vừa chỉ vừa rách tay thôi. Bởi vì mua về còn loay hoay. Thực ra là cháu kể không phải xấu hổ thật, vì lúc mua sầu riêng về cứ la loay hoay hay thoát cả mồ hôi. Không biết bổ cái nào đúng không? Hết đơn giản thôi. Chỉ còn một con dao thái là. Thế cần phải truyền thông thế này để cho bà con nào chưa biết bổ thì biết bổ. Thế này mà vừa nãy ngửi một quả sầu riêng mà chín nó không biết ở đâu chứ. Ở nhà có quả nhỏ tí về. Đấy thế mà bổ thử cho bà con biết thì tuyệt vời luôn ạ. Cảm ơn các cô các chú. Dạ vâng ạ. Thế còn em đặt câu hỏi nữa là cái trồng cái sầu riêng như nãy em hỏi chỗ bạn Hà, bác thấy cái bệnh tật của nó là cái bệnh gì, là khó nhất của cây sầu riêng và xử lý thế nào? Nói chung là nếu mà cái bệnh của cây sầu riêng này là nó, thứ nhất là mình phải đi vào sâu cái cây sầu riêng là sợ nó là nó xì mủ. Nó xì mủ. Xì mủ là rất chi là nếu mà mình mới phát hiện được ấy thì là mình nhanh xử lý nó rất nhanh. Thế còn mà mình mà vô tình mà không nhìn đến nó là xử lý lâu lắm. Thế cho em hỏi là bác thường thử xử lý cái xì mù như thế nào để em cùng chia sẻ cùng bác cho bà con cái xử lý xì mù cây của bác như thế nào. Bác ơi, đi để cho bác nói chuyện. Hỏi mẹ mày. Bác ơi. Đây, bác bảo em hỏi cái cách xử lý cây xì mù của cây sầu riêng bác dùng thế nào? Bôi gì? Bôi mancozet, quên matasi. Là cứ quệt lên cạo thôi và xong thân gỗ ấy, xong mình quệt nó vào. Chỉ là thời gian nó khổ hoài. Mới chớm thì chỉ một lần thôi. Vâng. Nếu mà bị lâu ấy thì phải 2 lần đến 3 lần. Là khỏi luôn, là tự nhiên cái mồm nó khô. Matasi. Vâng. Matasi là cứ rồi mới đặc vào. Xong là mình chờ. Phải cạo bỏ cái vết thương đi. Đúng rồi, cạo cái vết thương này xong là đây lên trên này có một cây. Vâng, em cũng tranh thủ đây cũng chia sẻ cho bác một cách chăm sóc mà xử lý cái bệnh xì mủ trên cái cây bưởi ấy. Nó cũng không khác gì cái này cả. Nó có thể dùng cái Zizumin xử lý nó thì Zizumin cũng chữa được nhá. Thì các bác có thể là cũng vẫn cạo ra và các bác trộn với cây vôi thôi rồi đấy. Bác bôi vào xong bác lấy rẻ ướt bác đắp lại để cho nó không rơi, nó còn khô nó không bong thì nó cũng pháp xỉ. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn phải cải tạo bộ rễ. Vì rễ nó thiếu chất thì nó mới bị thiếu chất, nó mới hay gây ra xì mủ. Thì mình phải cải tạo rễ mà tốt là ít xì mủ. Thế là đó đấy là chỉ chữa tạm thời thôi. Nhưng mà mình cứ được giữ hôm nay mình bón được cái này vào. Nhưng thì mình bón như thế này là rễ tốt thì nó sẽ ít bị xì mủ. Đấy. Nó chữa xì mủ luôn. Và đặc biệt cái phân bón này bác, nếu như mình bón ra nhá thì nó có một cái lượt màng cái xịt Đông Sơn này. Bà con đã dùng rồi thì nói chuyện em đi quay phim thôi. Chứ em không ở bên công ty, em là người quay kênh thôi. Thì bón vào nó có một cái chất nhờn, đặc biệt những con ốc sên nó bò vào nó co miệng là nó không bò được cây được. Nó rất được cái hay. Và nếu mà cái nó giữ được cái độ ẩm rất tốt cho những cây ngày nắng. Đấy, nó như thế cơ. Đi, lấy ra. Sơn nhá. Ta tạo trường thì nó có nhiều giải pháp nhau, nhưng khi sơn thì làm được cái việc đấy vậy nhá. Cái gì? Dạ
bà gì bà nói ấy, bà bảo thế là con em mày nó mới gọi điện là mới lên mạng ấy, thế là nó tìm hiểu nó gọi cho cái anh này này, thế là mới biết là mới vào mới. Bác ơi, bây giờ bác bón phân của quả nhỏ nhá. Bởi vậy cho nên em hỏi thử là xem là cái mình bón cả cây quả to rồi. Bây giờ bón vào cây quả nhỏ thì nó được ăn lâu dài hơn. Thì có cây kia, cây này đấy, bác bón là cây lâu dài, còn cây nó sắp chín rồi thì nó ăn được chưa ăn được nhiều. Đúng, mày bón những cây nhỏ ấy, quả nó nuôi trái luôn. Em mới đang hỏi là cây này bỏ cho cao su được không đấy? Đây. Lượng dinh dưỡng trong cây này là được đạt không? Đạt hả? Đấy có con chuồng ấy. Anh Trần Sáu ấy thôi. Cái này có kiểm tra pH không hay vẫn như thế bài hát thì không cần kiểm tra? Không anh ạ, đất tươi xốp là mình nhìn quen là. Tao chú kiểm tra cả cho chị lên cho nên mất công đi kiểm tra, kiểm tra đủ đi. Vâng. Xa lắm. Xem pH đã đủ không? Ở cây để biết đường mà ta bổ sung thêm. Chị nào có vườn bổ cái cây này nó chuẩn ra là to thì. À cây to thì. Cây to bón thử mấy cây luôn để cho mọi người biết chứ bây giờ đợi bón nó khác. Chú kiểm tra cả cái B cái gì đây? Còn cái lượng kali, lân, NPK ở đây cái này thì ok hết rồi, không phải bón. Một thời gian sau nó thiếu thì mình bổ sung. Dạ. Hiện tại nó đang đủ thì mình không cần phải bổ sung NPK. Vì nó ăn mãi nó phải hết mà. Anh mang cái này để đo hả? Đo điểm kiểm tra dinh dưỡng. Kiểm tra dinh dưỡng. Bởi vì nếu đang đủ rồi mình bón là nó sẽ. Để em ra em hỏi xem để em mua một ít về thử cao su á. Đây bón cây quả này. Đây cây quả nhỏ này, bón cây quả nhỏ này. Nó cải thiện rất là nhiều. Đúng rồi. Để biết đường mà làm. Vâng vâng đúng rồi, cái quả nhỏ nó mới cải thiện được chứ. À nhưng mà tôi hỏi thêm tí là cầu riêng này nó ra trái như nào quanh năm à? Không, nó ra có một vụ rồi, à, thôi một năm thôi. Từ tháng mấy? Cái này ra muộn thì bắt đầu là từ tháng 2. Tháng 2. Hay dương ạ. Hay dương hay âm lịch. Hay âm lịch. Đây tính tính người tính vâng. À, vâng, âm lịch. Còn nếu mà cây nào ra sớm là tháng 12 âm lịch. Vâng. À. Đó là cây kia, các cây ra sớm là ra tháng 12 âm lịch. Vâng. Chuẩn bị thấp thu. Thế cái cây này được cây này khoảng 2 tháng nữa thu quả. Cây này là vào tháng rưỡi nữa, tháng 3 nữa. Ông biết. Bón vào cây này bác đánh dấu cho em. Rồi biết rồi. Đây thì các bác bón cho cháu, cây bón cây này cứ bón cho khoảng 3 ký đi. Vâng. Cái nó nuôi trái. Cái này thì khoảng 1 tháng 2 xung quanh. À để nuôi trái nó đậu không để biết hả? À đúng rồi nhỉ. Nó ngon hơn nữa, nó còn ngon mà quả mã nó đẹp hơn. Vì mình bón các cây kia là nó sắp thu hết trái rồi. Không có cái điện thoại. Thì nó không được. À có phân bột này à. Vâng. Cái này pha tưới rau màu được mà, tưới cây cảnh được. À. Đây vừa kiểm tra pH lên hẳn ngay, trong vòng có một lúc là nó khác còn lên hẳn. Em đang bảo em hỏi xem là nhà em có mười mấy héc cao su. Tốt quá, mắc dùng. Bằng này này. Vâng, thì dùng tốt quá, cây giống luôn à. Vâng, em trồng rồi, nhưng mà nó còn xấu ấy em bảo. Đấy, giờ mình bổ sung. Bác cứ bón, chỉ cứ bón thử một ít đấy, xong rồi một thời gian thôi đấy. Nó tốt thì gọi điện cho anh em nó chuyển vào chưa muộn mà. Vâng. Mình phải cứ thử thiện. Nhà chị ở đâu hả chị? Dạ. Thì đây nhà ông con cái ông bà đây hết. À. Đây là em trai. À. Đây mấy chị là mấy chị em bắt ruột nhà mình đấy. Vâng. Người nhà hết kia là cô út. Vâng. Anh em thấy ở nhà này mà ông những cái người này lấy cái này là tận người nhà không thôi. À vâng. Vâng. Thì đấy là cũng chính vì cái ông chú nhà em vào đây làm, thế nên ông nói là mới biết trong này. Biết được cái sản phẩm đấy. Sản phẩm này, thế nên là mới không biết mới tò mò. Nhà tò mò ra. Nhưng mà đúng bọn em đang đi vào đang đi khảo nghiệm mà đang đi kiểm lại kia làm cái phong sư là những gia đình mà đã dùng rồi trong này. Thì gọi điện đang có mặt đây chứ, có nếu mà đi vào thì chắc là không mất thời gian. Đang đi công tác trong này mà. Thế đi gặp nhau luôn mình. Cái này là ở đây chưa ai có đâu. Đúng chưa ai có phần này. Thôi. Vùng này là chưa ai có. Chưa ai có phần này. Thế nên là hỏi những cái phần này trong này người ta bảo cũng có. Vâng. À đấy. Chào Phong. À. Chào anh nhá. Chào em. Ở trong này nó cũng có cái này cho nên mình hỏi nhiều lần rồi, nhiều nhà cũng có này. Thôi như này được rồi, về trải nghiệm một cây sâu cỡ cửa là được rồi. Anh ơi, trước xem. Tí nữa mình mua một bao mình về mình bỏ hết cây tự mình. Ừ. Đây là nhìn đây chúng về mình bỏ. Thôi bỏ đây thôi, cho nhiều cho em nhá. Anh đừng để luôn cho em để nhà chủ hàng nhá. Mấy cây nhỉ? Hai cây này cây kia rồi. Ông chú mà không vào cũng chẳng biết cái phần này như thế nào. À, vào cho phải chơi. Ông ấy vào đây ông làm giờ làm kinh tế trong này. Thế xong có cái bà gì? Ông chú ấy ông bảo là có cái loại phân mà gọi là phân gì đấy? Chín Đồng Sơn. Đấy. Là bà bảo ôi dồi ôi, nó cứng cây nó xanh đẹp lắm. Nó xanh mà nó cứng mà nhìn nó có hiệu quả. Thế là bảo thế thì thằng chú kia nó đi hỏi ở đây qua ở trong này nó bảo không ai có cái loại này. Không ai vào chưa đại đi chưa có. Chưa. Thì phân này thì có. Là hôm qua em gọi điện đúng lúc là bọn anh đang ở trong này. Đúng rồi. À, đấy hay không? Ý là đi mua phân nhiều rồi chưa gặp cái phân này cũng gọi là cũng trải nghiệm nhiều phân nhiều rồi. Đấy, một năm là nguyên bỏ phân năm ngoái đắt quá cũng phải 45-50 triệu còn thường 60-70 triệu thì phân. Quá nhiều vì diện tích mình nó rộng mà. Vâng. Nhiều, bỏ nhiều. Là cây kinh tế cao là mình không bón nó hỏng mất thì cũng chết. Đấy, mỗi nhà cũng mấy hết. Mà sang năm nó yếu thiếu chất nó lại càng hỏng thì mình nó công trồng thì vất vả. Đấy, cũng chăm lắm. Nên mình phải giữ thân cây của nó đi. Bởi vậy bảo em ra mà hỏi em nhìn em xem rồi để về em bỏ cao su ấy.
Nhưng mà các cây nào bác bón phải đánh dấu cho anh, chẳng có quên mất. Các bác đánh dấu vào những cây nào mình bón nhá. Đây cái cây này là cây này. Biết ngay mà. Vườn nhà thì dễ làm á. Các bác cũng bảo thế, tham khảo thêm cái thứ nhất là lá, thứ hai là đậu quả là được rồi. Còn rồi, phần khác là phải tự dứa bỏ chứ. Chắc chắn là cái chất lượng nó tốt hơn. Các bác cứ vào, nếu bác mà chưa đủ thông tin các bác vào kênh của em. Vì em đi quay rất nhiều tỉnh thành và bà con đã dùng rồi chứ không phải là chưa dùng. Tất cả cây trồng khác, ổi này, táo này, bưởi này, rau màu, cà chua, rất nhiều hành này, đấy, tỏi này, quay rất nhiều. Đến bây giờ là mới được quay lên lại thí nghiệm được vườn mấy vườn sầu riêng nữa. Đúng rồi, thì mục đích của em là muốn truyền tải thông tin những cái sản phẩm tốt thì bà con đỡ mất mùa. To được rồi. Năm lạng vì thực ra thì có thể bỏ được hơn chứ. Ô bà gì ấy, bà ấy bảo là bỏ vào cà chua ấy, nhà người ta đi tàn hết rồi. Hai nhưng mà bà ấy bỏ vào cái cây, cái này này vào cây cà chua, còn nhà bà thì vẫn còn, bây giờ vẫn được thu. Bà đi đi. Bà đi đám cơ hội, bà gặp ở Bắc Giang, bà tò mò, bà hỏi thế bà mua về bà dùng. Bà về bà dùng mới biết chứ. Bà cũng đi tò mò hỏi tôi chứ không có qua truyền thông. Không, bà già rồi, có ai dùng điện thoại to đâu biết. Đúng rồi đấy. Ba lắm bác ạ. Thì bà cứ hỏi thế, bà cứ hay. Qua cho một tí cho nó đều đất. Đấy. Hôm nay là không phải cào nghe, nếu mà mình diện tích lớn thì mình không cần cào, nhưng mà cứ để mình để cho nó hấp thu nhanh. Nhà có thổ riêng về bổ giới thiệu cho các bác. Cách bổ nữa. Về cách bổ. Cây nhà lá vườn. Hôm nay dụng quả hơi nhỏ. Được rồi ạ. Quả to thì chứ là có quả sầu riêng ăn. Đây giới thiệu cây nhà lá vườn để anh em nhìn biết. Rồi để sau biết bổ mua cho biết bổ. Đi mình về nhà nhá. Đây nào đây. Chưa biết bổ. À về bón một cây được trước cửa vườn nữa à? Cửa nhà nữa à? Ở nhà thì bón được, bón chả bón được. Ở nhà là có đeo con rồi, mua tự bỏ, con để. À vâng vâng. Có một bao mua của các chú ấy để tự bỏ. Vâng vâng. Ra xem thí nghiệm, thí nghiệm thôi. Không, từng mông cao su thì ra cách bón. Chịu chăm lắm đó, đúng hay tò mò hỏi về, hỏi về phân lắm. Cho ít thôi, chỉ cần mỗi cây một nắm cho nó ăn dần, cứ ném lại cho em chị nhé. Dạ. Tại vì cao su mới trồng năm ngoái, năm nay bằng rồi. Nhà chị cái cao su cái vụ xa lắm. Xa lắm à? Vâng, vâng. Tưởng gần thì em sẽ xem trực tiếp chị. Không, dạ. không gần thì chỉ có cây già ngoài này thôi, nhưng mà nó già rồi, nhưng mà chủ yếu là quan trọng cái loại ngắn nó mới trồng lên đây này. Rồi, kể cây già thì chị cho vào xem nó được mủ nhiều hơn không, thì có thể chị nó chị có thể chị lấy được 1-2 bao thôi, vì bọn em xa không mang vào nhiều được ấy. Vâng. Chị lấy không có để mà cho mọi người thử nghiệm được thôi ạ. Em lấy tạm một bao về em bỏ cái cao su ngắn. Rồi ạ. Nhưng mà bà hình như là ông chú bảo có cả loại viên hay sao phải không? Vâng, là loại viên thì là bên công ty thì ăn tới nó sẽ các chỉnh lại bao thì sẽ nó sẽ có. Không, ý giờ hiện tại chưa, giờ hiện tại là chỉ có bột thôi. Vâng, thì bà cũng bảo là bây giờ có bột. Vâng. Còn viên là ít. Vâng. Bà cũng nói mà. Các bạn đang xem bác bổ cái quả sầu riêng, chẳng có một số vắt bà con mua nhưng mà cũng chưa biết bổ. Thì đây là phương pháp bổ giữa muối à. Đấy, không biết bổ là nó phí mà chờ lâu quá thèm. Đây là bổ vào giữa muối. Đấy, bổ giữa muối đây. Nó cần gì để tỉa ra. Không, cái dao nhỏ thôi nhá. Cái dao nhỏ thôi, không cần phải dao to mà vất vả bổ thì hộp này đơn giản dành thế này này. Nghe đấy, hàng đấy. Đơn giản thôi nhá. Mọi người thì nhớ đơn giản là bỏ giữa muối của nó nha, cái đơn giữa giản muối thôi. Này bỏ muối bỏ giữa muối không được bỏ khe đúng không? Đúng rồi, không được bỏ khe. Bỏ khe sẽ không bao giờ bỏ được. Lấy cái đĩa này, lấy cái đĩa. Rửa tay đi. Ăn thử ra nhé, là chiều chín cây đây, nhưng mà đây nó chung là nó chưa chín, quả này rụng xuống chưa chín. Cái chỗ sau để hôm sau nó chín này, không biết gì các bác. Nàng bổ số riêng đấy, nghề của nàng. Nàng còn nàng còn nghề còn mấy năm nay rồi. Bổ đơn giản, nhiều người họ bổ hụt hết thôi, chỉ cần đơn giản nhẹ nhàng một con dao nhỏ này. Đơn giản, tách vào giữa luôn, không mà. Mình cứ đưa vào giữa và cái mũi này, cái sống mũi này. Mình đừng có bổ cái khe này kia chưa. Đấy là không phải, nó không tách được, nó bị... Đây, nó sẽ không tách được. Nếu mà bổ nó thì thế nó sẽ vào chỗ này. Nó sẽ bổ như nó sẽ vào đây đúng không? Nếu mà bổ lách vào nó sẽ vào đấy. Đây nha chú ơi, cái sầu riêng như rạch của nó như này, nhìn cái khe của nó chưa? Đúng rồi. Cứ theo cái rạch này mình dắt xuống. Thì nó sẽ vào được đúng chỗ này luôn. Đúng rồi. Đấy, nó chỗ này luôn. Còn nếu mà mình bổ vào khe này nó sẽ vào chỗ thịt này, không có múi. Đúng rồi. Không múi mà nó bổ sẽ khó. Mệt, mệt, mệt. Mệt mà là... Được 4 múi đấy, còn mẹ, 4 múi. Ngon đấy ạ. Đây là cây nhà lá vườn nha, tự nhà. Tự sản tự tiêu đấy. Hàng sạch đấy. Hàng sạch đấy. Hàng không xử lý qua thuốc nha, ăn ngọt. Đấy, bà con nào có mua sầu riêng thì liên hệ với cái số điện thoại của hai bác cho lời. Các bác đọc lại một lần nữa cho bà con đi ạ. Số điện thoại là 0989 336 474. Tên Hà nhỉ? Em tên là Hà nhá, ở thôn Thanh Sơn, xã Ebo, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông nhá. Vâng, bác cho lại một lần nữa đi ạ. Đây là 038
582-9608, tên tôi là Nguyễn Xuân Thiện, mà là nhà cửa tôi đây, vườn thượng nhà tôi thực tế đây. Vâng ạ, cảm ơn bác. Các bác nhìn thử, nhưng quả này nó chưa được chín, nó mới vâng. Thế mình một quả chín thôi, mình một thôi. Thế là cháu xin phép quả nhà, cháu hay ăn, cháu thử ăn thử chứ, cháu nhìn cây như thế nào. Mèo, lên nhà ngồi đi. Vâng. Ngồi cái tay bẩn ngoài thôi. Anh ơi, nhưng mà thực sự là tận hưởng được cái vị sầu riêng chín cây ấy, nó khác biệt lắm. Thơm ngon này, nó thơm, nó ngấy. Đúng. Nó béo, nó không khác. Cá ăn có vị béo đúng không? Vị béo, vị ngậy đúng không? Nó ngấy mà nó thơm, nó ngọt lắm. Cái lượng đường rất cao. Mấy bữa sau vào mang cả bút thử test đường của cây nào bón với cây nào chưa bón. Vâng. Mình đo luôn thì càng tốt nữa. Ngọt lắm. Đi. Nếu mà ướp gì được quả này chín rồi, các bác ăn thử nhưng mà nó chưa chín. Cái đấy để nó mang ra Bắc nó chín đấy. Như ô tô mà nó chín. Bữa đi ô tô mà nó chín. Anh đưa Đức làm thử muối là. Vâng vâng. Vâng vâng. Mỗi người mà ăn thử ăn đấy. Anh Đức làm thử. Một nửa thôi, to quá nhiều quá. Anh cầm tay tách ra. Muối mà ăn thử thơm ngon. Anh cầm đây này. Đó là ra đó. Mời các bác ạ. À, mời bà con trên kênh nhá. Để thưởng thức cái sản phẩm. Hạt chứ, hạt trong này này. Đó, còn cái hạt bé, hạt bé, còn là sầu riêng hạt lép nhá. Này bên đây anh kia kìa. Ờ. Đây đây đây. Này sầu riêng này hạt lép mà ăn an toàn luôn, không bao giờ xử lý qua thuốc. Rất chi là rất ngon các bác ạ. Ngon lắm. Một đền một, hư đâu đền đấy. Ý là mình ăn chỉ ăn sẽ ngon. Ngon lắm ạ. Trái cây mà mình ăn ở tại vườn nó khác với ở ngoài. Nó chuyển đi bởi vì cắt xanh. Đến đây mình chuyển chín chuyển già đủ tuổi. Cái vị ngọt nó rất là sâu. Thứ hai là vị thơm và vị béo nó lên lắm. Nên là cái màu nó khác ngoài nhà em đấy. Vì đã già rồi. Cái này nó vàng đúng không? Đúng rồi, nó vàng hơn, nó vàng. Ăn nó nhạt, béo thì ngọt. Đây là chính đúng tuổi của nó. Đúng đủ tuổi của nó thì là sẽ ăn, sẽ nó trái dầm vị sầu riêng, sẽ thơm, sẽ ngon. Đấy anh cảm nhận được cái vị sầu riêng như thế nào đúng không? Ăn thế này là nghiện đấy anh ạ. Không, em anh, Đức anh cảm nhận được cái quả sầu riêng ăn tại vườn như thế nào? Béo ngon, béo ngon thơm. Thơm lắm. Đây là đúng cái chín cây tại vườn nha. Hạt này vứt đi mà. Mà mưa ở nơi như là Bình Phước, Long An ấy là họ mua cái hạt này về họ ươm đấy. Ươm xong họ ghép. Họ lấy mầm ở kia họ ghép họ bán đấy. Họ lấy mầm khác. Nhưng mà cái này là tự của nó tự nhiên. Đi vào cái nhà rồi. Đây đây em ăn làm cách kết thúc ạ. Được chưa? Không nữa đi. Bố mần bác ơi. Có dính không nhỉ? Không dính. Để không để. Đây là cái lâu đài kia, quay đây đi. Các bạn vừa rồi theo dõi một loạt phóng sự mình quay một số vườn chỗ em Hà này là của bác Tiết, bác Tiết nhỉ. Ở trong địa chỉ vừa rồi là thôn một Thạch Sơn, xã Ea Bô, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Một quá trình mà không hẹn mà gặp nhau, tức là qua cái câu chuyện của các bác vừa kể rồi thì các bạn đã theo dõi video thì cũng nắm được câu chuyện rồi. Từ người nhà vào trong đây mà cũng cụ đấy cũng không bác đấy là cái dùng sản phẩm đấy cũng không được biết mà đi một đám cưới gì đấy và thấy bảo tốt và lại thông tin cho vào trong này chuyên chơi và thông tin cho gia đình nhà mình ở đây. Đúng gia đình mình lại điện cho bên công ty. Đúng. Và công ty thì gặp đúng lúc mà đang đi vào trong này để quay lại những vườn mà đã dùng rồi trong khu vực tỉnh Tây Nguyên, các tỉnh Tây Nguyên trong này. Thì Đức GTV đi theo đoàn được nhờ công ty phân bón Xít Đông Sơn để làm những phóng sự để bắt cầu giữa những người nông dân vất vả sản xuất ra những sản phẩm được mùa chất lượng nhưng đôi khi lại không được giá. Thì Đức GTV muốn mang bắt cầu để bà con nông dân có hai chiều thứ nhất là dùng được sản phẩm tốt và hiệu quả, năng suất cao hơn và chất lượng tốt hơn để được giá thành tốt hơn và tuổi thọ của cây cũng bền hơn. Và mình muốn cũng qua đây Đức GTV muốn những doanh nghiệp, muốn những người mua biếu bố vợ, biếu sếp hay là của bạn thân thì liên lạc với các số điện thoại của các gia đình trong đây và đọc nãy vừa rồi. Đức GTV muốn như vậy và muốn đi nhiều hơn nữa. Và Đức GTV cũng muốn em Sơn và chú em Luân cho số điện thoại bà con để bà con gặp tiện hơn, không phải qua những câu chuyện để ấy nữa, để nhiều người biết đến sản phẩm tốt hơn. Hãy em cho số điện thoại. Vâng, kính chào quý bà con. Thì thực sự là em bên công ty rất là may mắn được bà con khắp mọi miền Tổ quốc đi đâu cũng gọi điện để tìm hiểu về sản phẩm phân bón Xít Đông Sơn. Thì bên công ty đã đồng hành gần 2.000 cây số vào đây để trực tiếp chung tay khảo nghiệm cho quý bà con ở đây. Thì quý bà con trên toàn quốc cũng như khu vực Tây Nguyên, ai có nhu cầu sử dụng phân bón Xít Đông Sơn vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại 0981 141 999. Em sẽ tư vấn hỗ trợ cho mọi người tốt nhất. Xin cảm ơn ạ. Xin chào bà con. Còn chào bà con. Chuyện đứng trong giống xếp là gì? Chụp một kế hoạch nhé. Lấy cái điện thoại ra chụp một kế hoạch. Điện thoại của